Hello, xin chào quý anh chị và các bạn. Chào mừng các bạn quay lại với channel xe máy nhập khẩu giá rẻ. Trong clip này mình sẽ giới thiệu cho anh chị bạn một số dòng xe S150 này, S155 này, Winner. Thì đồng hành giới thiệu mà hôm nay có Liên sơ trợ giới thiệu ông Liên ạ. Hello cả nhà, thì hôm nay tiếp tục lên cho cả nhà về mẫu S150 và mẫu Mệt Kinh nha. Thì anh chị em đang quan tâm về bất cứ mẫu xe cũng như là trong cái côn tay gan, cái số thì cứ liên hệ đặt lịch trước cho Luyến để nhận ngay 2 triệu đồng xe đi lại, kèm thêm một combo còn tặng trị giá 3 triệu đồng nha. Áp dụng khi mua xe có liên hệ đặt lịch trước cho em Luyến có số điện thoại hoặc là Zalo 0905299064 nha, có dùng Zalo chính chủ luôn. Thì đây, đi vào báo giá cho cả nhà về mẫu sơn 3D trước đi. Em này vừa nhìn là muốn review luôn cả nhà, rất là đẹp luôn. Lâu lắm rồi mới sơn mẫu 3D mà gọi như kiểu là đẹp bắt như này luôn cả nhà. Màu đỏ trắng đen tem racing ha. Đó, mẫu này là màu đỏ đây với màu trắng tem racing rất là đẹp nha. 150 nhé mọi người. Hiện tại thì với mức giá của một em xe phiên bản 150 đang hỗ trợ chỉ từ 42.900 đến 44.900 nha. Phía bên này có các màu zin này. Đó. Có màu ví dụ như màu xanh này, màu đỏ này, màu trắng đỏ này, màu đen này. Đó, bên này có màu xanh candy này, màu gì? Bạc cam à. Đúng rồi, đỏ nhám. Đỏ nhám. Thì hiện tại mức giá của S150 dạ chỉ từ 42.900 đến 44.900 và trả trước chỉ cần 4 triệu là sở hữu xe nha. Đây, có bạn liên hệ qua Zalo giảm 2 triệu nhé. Nhiều bạn tò mò là Mệt Kinh này, đấy. Mệt Kinh zin đủ màu luôn ha. Năm nay về được 3 màu nha cả nhà, là màu xanh đen này, rồi xanh ruby này với lại màu đỏ đúng không? Đỏ bóng luôn. Đúng rồi. Với mức giá hiện tại đang hỗ trợ chỉ có 44.900 đến 44.900 nha. Trả trước theo Luyến chỉ cần là 5 triệu là rin xe. Rồi. Có liên hệ qua Zalo giảm 2 triệu nhé. S155 em. Dạ, cập nhật giá sơ thôi ha. Thì với mức giá hiện tại đang hỗ trợ chỉ có 42.900. Trả trước chỉ cần 4 đến 5 triệu là rin xe. Còn chi tiết thì cả nhà cứ nhắn tin riêng qua Zalo cho Luyến nhé. Rồi, ok. Đó là giá xe. Anh em nào mua chịu khó liên hệ. Cảm ơn chị bạn đã xem clip. Xin chào.